thị một rằng là sau cái buổi tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một mối liên hệ để mà trao đổi với nhau về cái việc kinh doanh mua bán. Thế như vậy thì mỗi công ty sẽ có những cách giới thiệu hàng hóa mình khác nhau để công ty có thể ngoài cái việc mà kinh doanh của hiện giờ đã được 32 năm kinh nghiệm thì còn hoạt động trong lĩnh vực học về trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là đoàn thể trường cao đẳng Sơn cho cộng đoàn năm. Thì những việc cũng biết những cái việc đã từng làm bánh hay không thì sẽ biết là cái chị là con gái thứ chín của nhà sĩ Bắc Sơn và chị Hà Châu và là con gái thứ năm của nhà sĩ Bắc Sơn đã làm nên đoàn văn nghệ tỉnh Bắc Sơn, làm cái đoàn văn nghệ mà sẽ dùng lời ca tiếng hát để đi ăn những sản phẩm và tên thương hiệu của công ty mình. Và ngày hôm nay cũng vậy, cái chị sẽ giới thiệu quý vị những sản phẩm của cộng đồng lâu thông qua những bài lý điện hò và những lời đối đáp vui để chúng ta có thể nhớ nhiều hơn. Và cô Lê Nga, phó tổng giám đốc cộng đồng lâu sẽ phát cho quý vị những cái cuốn tài liệu và những cái bản giá của cộng đồng lâu để quý vị có thể làm tham khảo. Tuy nhiên thị trường Đắk Lắk thì không thể nói rằng là một thị trường phải nói là rất là nóng bỏng về giá cả cũng như về các mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng thuốc trừ cỏ. Bây giờ thì xin được giới thiệu một vài sản phẩm của tập đoàn Nông. Và bây giờ sản phẩm đầu tiên của tôi xin được giới thiệu quý vị là bác sĩ Hà Châu sẽ hát một bài lý để sản phẩm này, sau đó thì sẽ nói về công việc của sản phẩm. Nhiều thơ thuốc cỏ nông bảo vệ hương hương cây vô trên đầu cây nghĩa cùng cây lúa mẹ. Và từ nay có liều có rồi là thuốc có ăn đông xa gần nghe tiếng dùng thứ mọi người tình yêu. Đó là một điều lý để nói về sản phẩm. Sản phẩm như cô là một sản phẩm chết cái phần diệt độc tố và chúng ta dò đẩy cho nhau. Lưu ý là
á, chúng ta có thể dọn cỏ rồi đi được, nhưng mà cây trồng nào có mầm xanh thì chết do sẽ chết nha các bạn. Ta lưu ý đây là cỏ thay hoang nhưng không diệt tận gốc, đó là cái trồng cỏ. Đây là cái trồng lúa mà bà con có trồng lúa, có trồng lúa anh chị. Nếu mà trồng lúa thì cái gì các bạn, thứ nhất là sâu tích đúng không, sâu tích là từ 0-4 ngày sau xạ. Rồi chúng con còn phải phân biệt thì bạn thấy chị bán rất là nhiều ha. Nhưng mà cái này 0-4 ngày sau xạ, trong trường hợp mà sau khi xạ mà nó vẫn có tình trạng là có sót là nhiều lý do, có sót là nhiều lý do chứ không phải là do chúng ta ví dụ như là chỗ nó mua đất lên thì cỏ nó chưa có để mà đặt hạt cỏ bị chôn sâu với chưa để mà sau khi mà mình diệt cỏ rồi thì cỏ hạt cỏ nghe gió và nghe không tịch nó vào trong ruộng mình đó, thì là chúng ta sẽ dùng cỏ, một cái loại cỏ rất là nổi tiếng đó là siêu cỏ. Sản phẩm siêu cỏ tập đoàn năm gồm 4 hoạt chất, sau này đổi với nhau siêu cỏ lớn cho vậy con. Siêu cỏ chúng ta thấy là 4 hoạt chất là cyanocobalamin là chỉ cỏ cỏ cám, esaspuron là chỉ cỏ tràm, vinafuron thì cỏ là cỏ vinorat chỉ cỏ gạo. Bây giờ chúng ta thấy từ trên xuống dưới là công ty đều có cái thương phẩm riêng, đây chúng ta đang hỗn hợp lại gọi là siêu cỏ. Nhưng tên thương phẩm riêng cyanocobalamin chính là Dinger, esaspuron là sunrise, vinafuron là bus anon và vinorat là arsen. Nếu ta cái dụng của mình chỉ có những cái đồ mà như thế đó gọi là loại riêng đó, thì chúng ta mua đơn chất. Nhưng mà nếu như cỏ là nhiều thì chúng ta phải dùng siêu cỏ, đó là cỏ trên cây lúa. Về cái sản phẩm này thì chỉ xin giới thiệu một vài sản phẩm thôi, bây giờ chúng ta sẽ qua thuốc sâu nha. Thuốc sâu thì chúng ta biết rồi, nếu mà trồng cây lúa thì chúng ta sợ sâu cuốn lá, sâu thân. Nếu mà trồng cây ăn trái hay ra mà chúng ta sợ con sâu ăn lá mà con sâu cuốn trái thì hơn ra có thể gửi đến cái gì đầu tiên là nó. Nhưng một sản phẩm trừ sâu cuốn lá, sâu cuốn lá và sâu thân, sâu cuốn lá và sâu thân của chúng ta sẽ chỉ ở tuổi 1 và tuổi 3 nha. Nếu như để sâu vào trong cái lá hay vào trong cuốn thì không thành hiệu quả cao nữa. Và nó chúng ta sử dụng lý cây bông, chúng ta sẽ hát về sản phẩm mình cho nó dễ nhớ và nhẹ nhàng hơn. Sâu dân sâu lá sâu cơ rồi lại đi đâu, tôi đi đã nhiều hơn dân lại sâu yêu đời hàng hôm chân những lâu tư hào hàng cô quê đó nghe xa gần nghe tiếng dù thơ con
sâm vẫn có thể bị rầy được, rầy lưng trắng, rầy xanh, rầy mềm, trơn cây sầu riêng hoặc là rầy rầy nâu, rầy phấn trắng trên một cây lúa. Đó là cái dạng mà xử lý được cái một cái côn trùng chích và phun giữa cây. Và bây giờ sản phẩm sữa chất chéo của tập đoàn Năng Ngon đã được nổi tiếng trên thị trường rất nhiều. Và xin mời ca sĩ Đức Phượng sáng cho các bạn nghe một cái điều lý về sản phẩm sữa chéo. Thường xuyên ta bay đi thăm đồng tình rằng siêu việt thật là hay, ai nấy cũng đều khen tập đoàn Năng Ngon đã làm ra thu tốt những rầy dùng ngay siêu việt để cho rầy nâu tiêu hết. Ta nhớ cũng đúng liều nhé để cây trồng nặng trái bông đầy. Các bạn có biết không, sử dụng thuốc này nè, ta phải sử dụng vốn đúng, rất là quan trọng, đúng cách. Con này nâu thì nó lại là nặng gốc đúng không, mà con này nó trắng thì nó lại bay. Do đó chúng ta phải tùy theo cái loại này để ta phun xịt, và với phun trúng con này thì hiệu quả sẽ cao hơn. Và cũng như đúng liều như các bạn, thuốc này chúng ta phun không đúng liều thì con này nó không đủ dạy những người trên một trong mắt của mình và con mình nghe đang có những cái hay mà rất là được tin dùng như là sầu riêng nè, rồi nước thái nè, rồi tiêu điều mà đặc biệt là cacao nữa, thì công ty mình có những sản phẩm để giới thiệu bà con và người dân mong cô sẽ hiện nay đang được tất cả mọi nơi lên đúng là đây là cái loại mong cô là cái loại thuốc chúng ta sẽ sự phòng rất là tốt, và đặc biệt công ty có những mẫu mã chúng ta lựa chọn nha. Mong cô là một phun xịt phòng rẻ tiền và an toàn nhất. Nếu chúng ta thấy rõ nhất là trên cây xoài nha, cây xoài thì tháng thơ đó, nó tháng thơ là cái lúc mà chúng ta mang xuống đất rồi chúng ta đem đi chân cái mặt hờ rồi nó lay ra đó rồi nha, hoặc là khối những trên hành đó, chúng ta thấy là khi chúng ta đem vô rửa vô trong nhà mà chỉ cần mình không cũng coi là nó sẽ lại lay rất là nhiều. Do đó là mong cô là một trong những cái loại xịt phòng rất là tốt, rất là nhiều. Và giá thành này được tất cả nông dân đã ưu ái và đặc biệt là sản phẩm rất là hữu hiệu cụ thể thì rất là nằm trên mà những cái cây trồng của mình. Thì mong bà con sẽ ủng hộ mà ở đây là còn khoảng nửa tháng nữa chúng ta phải thu hoạch.
sao thì có thuốc khác piano. Piano là một sản phẩm mà có thể thấy là trên thị trường và con chúng ta chưa biết nhiều, chưa biết nhiều bởi vì đó là cổ gốc mới Orenol. Nếu chúng ta làm răng chúng ta thấy bác sĩ mà nhét cái răng này một cái loại thuốc để mà trước khi chữa răng đó là cái đó gọi là Orenol, nó thơm thơm thì piano này chiết xuất từ Orenol. Nhưng đương nhiên Orenol bên của mình gọi là nông dược, nó khác hơn là bên dược phẩm dược cho con người nha. Nên chúng ta phải lấy piano nhét vô răng chứ chết không được. Tại vì cái hóa chất của nó khác nhau, mà có thể là viết ra những cái định lý này nè. Cái bác sĩ rất là thích một cái định lý mà các bạn có coi nhau và cứ như phim vậy
công đức mượn sầu riêng. Trái cây nay chúng mùa cao ơn ăn nhau lập lòn, bảy đuôi nhạc đạn ngay tiêu đời đuôi vàng nghe. Tôi nói ông nghe nè, ông ở đây, ông Thánh Tuấn ở đây, ông được nổi tiếng là nghệ sĩ cái lương hát hơi dài, mà nãy giờ tôi thể hiện về cho một cơ hội thể hiện sản phẩm HKC đấy em. Dạ lên ngủ rồi Thánh Tuấn được không? Được. Nên là lên tôi một chỗ cho bà con nghe đi. Nếu bà con mà đồng ý thì tôi nhận ông vô làm, còn có câu gì ông hát cho tôi. Được rồi đó. Ca sĩ phải hát cái ca sĩ. Ok rồi. Bây giờ đó, ông này cũng nổi tiếng hát để yêu hơi dài. Nãy giờ ông hát chỉ cho hát dở cũng chết. Bây giờ cho ông cơ hội lên câu dùng cổ mở cái gì hát hay chỗ ai cái tự nhận vô làm. Còn có cho ông lại hát tắt luôn. Có bà con nào cũng cần làm gì nữa không luôn nè. Dạ là bây giờ là cho ông được xin nước bé hát kia vô. Công nghệ sản xuất khép kín được lên men khí trong 80 độ C, tất cả các loại vi khuẩn đành giết hết vào
một phần hữu cơ thì đó bà con dân sẽ không còn cái tình trạng mà sợ tăng chi phí sản xuất. Đó là những sản phẩm mà tập đoàn Thanh Lâm đã giới thiệu đến quý vị. Và bây giờ tất cả các em nghệ sĩ xin được chào quý vị. Thank you.